Thời gian qua, thông tin chiếc mũ quan đại thần Triều Nguyễn được trả giá hơn 20 tỷ đồng, cao gấp 1.200 lần mức giá khởi điểm tại phiên đấu giá chính thức của Balis, nhà đấu giá hàng đầu Tây Ban Nha đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngoài mũ quan đại thần Triều Nguyễn, công ty cổ phần tập đoàn Sunshine cũng sở hữu được áo Nhật Bình cung tần Triều Nguyễn với một mức giá trên trời. Nếu tính cả tiền mua và thuế, phí vận chuyển, cổ vật về Việt Nam thì giá trị hai cổ vật này lên tới khoảng 35 tỷ đồng. Cảm thấy rất vô cùng là hạnh phúc và tự hào để chúng ta được để chúng tôi được tham gia vào cái tiến trình hồi hương cổ vật này và chúng tôi cũng rất cảm ơn cái sự quan tâm của cộng đồng đối với một cái hành động đối với một cái hoạt động rất thiết thực để hồi hương các cổ vật về Việt Nam chúng ta bổ khuyết lại được những cái những cái điểm còn thiếu trong tiến trình lịch sử văn hóa của dân tộc. Và và chúng tôi cũng mong muốn rằng là à, đây cũng là một cái tư liệu quý để chúng ta nghiên cứu à, phát triển à, tiếp theo. Hai cổ vật được đưa về trưng bày phục vụ người dân và du khách tham quan miễn phí trong vòng một tháng tại Bảo tàng Cổ vật Cung Đình Huế. Cổ vật chiếc mũ đại thần Triều Nguyễn gần như còn nguyên vẹn, chỉ mất một số chi tiết trang trí nhỏ. Chu vi của mũ khoảng 58,5cm. Theo các nhà chuyên môn, chiếc mũ này được cho là của quan hàm trên nhất phẩm, ngày xưa là hàng thân vương hoặc tôn nhân lệnh của tôn nhân phủ. Hộp đựng mũ quan cũng được chế tác tinh xảo, trang trí tứ linh và có quai tay cầm rất đẹp. Dựa vào các chi tiết và cách trang trí, mũ quan này được phỏng đoán chế tác ở khoảng thời vua Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại. Với cổ vật áo Nhật Bình cung tần Triều Nguyễn, cổ áo và khuy cài có nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc áo này đã được sử dụng rất nhiều lần, mặc dù vậy các họa tiết với kỹ thuật theo tay độc đáo trên áo vẫn còn rất đẹp. Theo các chuyên gia, với các họa tiết theo loan, các chi tiết theo trang trí tứ linh, và màu áo có thể được xác định đây là áo Nhật Bình dành cho các bà cung tần trong cung triều Nguyễn vào cuối thế kỷ 19. Trải qua 143 năm tồn tại, triều Nguyễn đã để lại cho hậu thế những di sản văn hóa vô cùng phong phú và mang giá trị đặc biệt. Trong đó, các cổ vật của triều Nguyễn thực sự là những di sản vô giá đối với hiện tại và tương lai. Đây được xem là nguồn sử liệu ghi lại những dấu tích sống động của triều đại này. Tuy nhiên, nguồn cổ vật này đã bị thất lạc rất nhiều sau những biến động của lịch sử, trong đó nhiều cổ vật quý đã bị thất tán ra nước ngoài